Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay bản pha mệnh nó vừa ra cho nên mình càng nôn hơn chưa. Cho nó lên full level nè, nhưng mà vẫn mới có đi xong bên cái thể lực thôi. Mình còn ba cái tinh lực quá trời nè. Ok, thì hôm nay về anh em mình sẽ tiêu cái gì? Hôm nay về anh em mình sẽ tiêu những cái gì đây? Ngày thứ ba này. Ngày thứ ba nếu anh em cày siêu tốc thì có lẽ lên được tầm 105 á. Theo mình nghĩ thì chắc tầm 105 nếu mà bung hết á nè. Không hết những cái thế lực mình đang có đồ này nọ luôn á là tầm 105 ha. Ok, thì bây giờ đang làm nhiệm vụ đang lên cấp gói chiến lệnh nè. Gói chiến lệnh này mà mấy ông mà đã full mất từng rồi cái nó lâu dã man luôn, phải đợi gì xếp từng, không phải đợi qua cái từng mới nó mới nhanh được. Mấy ngày đầu thì nó hơi lâu xíu. Ok, thì bây giờ 2,5 triệu về chúng ta sẽ làm cái gì cho nó ok nhất? Thì nó có rất là nhiều đường cho anh em chọn, anh em đi nhiều đường lắm. Ví dụ như mình đang cấp 100 đúng không, mình đủ yêu cầu để mình chơi để mình quay ngựa nè, up lên con Thiên Ô Vân. Đúng rồi, con Thiên Ô Vân chẳng hạn. Ô lộn, phải Thiên Ô Vân mà là con Nhật Ô Vân. Quên, Nhật Ô Vân hoặc là Tử Tinh hoặc là này nọ các kiểu đúng không. Nhưng mình sẽ không chọn những cái đó anh em. Sẵn đây mình sẽ làm, mình hướng dẫn cho những anh em nào không biết vô đây coi luôn. Rất là nhiều ông hỏi tôi cách úp hàm như thế nào, đậu xanh tôi không biết hướng dẫn ông như thế nào, cho nên là tôi sẽ qua tôi lụm luôn cái này. Khoan nha anh em, chờ chút nha anh em, mình chờ chút nha, khoan nha mấy ông. Ủa đâu rồi, tôi đi tìm cái hàm mùa tìm qua không thấy vậy. Đây à, đây à, đây đây đây. Anh em mua tầm, tôi thấy tôi mua tầm 100 cái, có 150 ngàn đó. Và anh em không biết cách mà ghép thì vô đây tôi chỉ ghép nè, đủ level mới được nha. Hình như tôi nhớ level nhiêu đó, 100 mấy á, tôi nhớ không lầm là 100 mấy á mới cho mình ghép nha. Đây tôi đủ rồi nè, 102, 103 gì đó, chắc chắn chắc kẹo 103 đi anh em, giống tôi vậy đi cho nó dễ. Không thôi mấy ông chưa lên cấp mấy ông chạy vô không coi thử rồi được không. Không, mấy ông lên cấp rồi. Cái này là vô mình tính toán cho anh em. Ví dụ như bây giờ mình đi cây thằn đồ này nọ mình mới úp hàm sớm nha. Còn anh em không đi cây thằn đồ này chỉ úp hàm trễ thôi. Tôi là cho nên tôi úp lên hàm kim luôn á. Xong úp cây thằn cái nữa. Cây thằn lên mà mừ luôn á. Rồi xong rồi còn dư tôi mới quay lại tôi chỉ tôi úp đồ. Đó, phải có những cái giấy ghép này nha mấy em. Em ghép mấy cái này xong rồi còn ghép mấy cái kia nữa, cho nên muốn lên nữa không có dễ đâu. Đó anh em lên hàm cái kiểu đó nha, đó tôi làm mẫu cho mấy ông coi đó. Thì mình đang cần 24 cái đô đốc ấn nè, mình phải ghép sao là được 24 cái đô đốc ấn nữa. Rồi qua mình mới đi được mê cung này nó mới có nhiều dạng được đó. Đó phải xiên xiên chút xíu nông dân là một khi mình chạc whip nó gạt whip, mấy ông thấy tôi chạc whip cái đời là đụng vô mấy cái đồ quỷ đi đâu, không đời nào, không đời nào mà tôi đi chơi gạt whip mà tôi đụng vô mấy cái đồ này đâu, không đời nào. Mà khi mà tôi lên whip rồi là tôi lên tôi là tôi vô tôi chơi mê cung, quay trở lại chơi mê cung liền, thấy không, thấy không. Nông dân nó phải ra nông dân, còn whip thì dạng whip thì nó phải ra whip mua đại cái này chừng 100 cái đi, thấy không, không dư đâu, 150 luôn. Không không không, mình tại vì mình ghép trước cái kia rồi, thôi mua chừng ít ít thôi, dư uổng quá gì chứ, cái này uổng quá. Rồi 80 cái đủ, thiếu gì tính thêm. Đó này anh em ghép hàm nha, tập trung vô ghép hàm thôi. Thôi vậy chơi tới cái này đi, một cái nãy như cần nhiêu ta, 18 à, 3 4 5 không đủ nha, mà 6 7 8 ôi ôi tới mười mấy cái lần má ơi. Rồi 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 tới công việc luôn, phải 18 không, 24 cái. Chua 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 chua, thôi mù bà đi, chập mấy cái đi, chập mấy chục, có chập mấy chục gà chứ vô. Bà mẹ nó muôn lần 150 đi, 160 luôn đi. Rồi đó, thiêu đủ gì tới tiếp. Ok, anh em mua nhiều nhiều chút xíu nha, không còn nếu ông nào tính kỹ nữa, ông nào tính kỹ nữa, ông bật bắt máy tính lên, ông tính luôn cho nó lẹ. Để hôm tôi có nhớ tôi tính rồi hết lần rồi đó. Tôi quên bà nữa nè.
Hôm nay theo mình là mình làm ăn, làm ăn đi chấm tăng phòng thủ đồ lên anh em, cho lên phòng thủ cho em mình nó cứng cáp lên không, sau đó mình qua sổ mới mạnh được. Không thôi mình đi sổ trước cũng được, xong mình qua hàm sau, giống như hồi chưa tôi quay gì đó, tôi quay cái bản phá mệnh đó, hạt đó, đó đi hàm, đi hàm xong mà đi qua bên thẻ là đúng cứng luôn. Đánh lộn không ngán bố con nào. Cái này mới 12 rồi mấy ông. 13 14 15 15 dưới 4 19 rồi. Ôi đây mua 100 cái. 100 cái 25. Rồi full bản nữa rồi. 16 cái rồi nữa, thiếu 3 cái này ghê gớm thiệt, tính luôn cái 1. 2 nha, 2 nha, cái này là 12 đúng không? 8 nhân 12. Anh em lấy 8 cái này nhân lên 12 lần là được ha. Khoan khoan, đưa tính cái phải không? Bà mẹ nó học học toán dở là nó vậy đó. Ok, 96 cái. Thì mình mua 96 cái có 4 mình mua 92 cái nữa đó. 92 cái nữa là vừa đủ luôn đó mấy ông. 92 cái đó, mình sẽ mua 92 cái ha. 92 cái xong cái bắt đầu mình qua đây thêm. Chết mẹ không, 12 cái nữa là khoảng thiếu một cái hả trời đất, phải thiếu không trời, thiếu hay dư đây, thà là dư dư mình bán được, thiếu mình chạy anh mua nữa cực nữa. Em cứ mua hảo hảo cho dễ chứ ngồi tính nhức đầu quá. tôi nhức đầu, tôi lấy máy tính của tôi bấm vô chắc kèo đó. Ok, bốc là tôi sẽ mình như mình nhớ hợp lòng là thiếu một cái đó nè. Ok, như là thiếu một cái thì phải, thiếu một cái phải là bốn cái này đúng không? À đầu mẹ dương cái anh em tôi tưởng nữa. Ok, mình sẽ lên tới cái hầm này. Sao mà đỡ được? Đó, anh em phải lên hàm như thế này. Sau đó mình sẽ mua hàm kim. Mình sẽ mua 5 cái kim nha. Đầu tiên 5 cái kim đó nó sẽ rất là rẻ thôi anh em à. 5 cái kim nó rẻ thôi. À, mình mua cái loại 5 kim đó là 5 kim nhỏ nha, chứ không phải 5 kim bự. Chắc mình nghĩ nhiêu vàng là vừa đủ luôn á. Này, 5 kim này nè. Đó, trời ơi, trăm mấy á. Ok, lên nè. À, chưa lên được hợp kim đâu, bắt đầu tới 10 cái, 10 cái đó nữa đó. Mà lực chiến mình cần tới 5400. Cho nên mình phải chuẩn bị lực chiến. Cái cách mình chuẩn bị lực chiến là mình phải úp những cái thứ đồ khác lên, linh tinh lát tác đồ lên nó. Mình phải úp cái những cái linh tinh lên. Còn bây giờ mình qua cái giai đoạn ghép rồi đó. Chắc chắn với mấy ông bây giờ là qua giai đoạn ghép. Bây giờ mình úp những cái thứ linh tinh lên cho nó đủ lực chiến để ngày mai mình úp lên cái hàm đó. Lên thêm một bậc này rồi xong thì lên thêm hai cái bậc kia nữa. Hai cái bậc kia mới tốn nhiều, hai bậc này hơi nó hơi rẻ. Bây giờ mình sẽ lên khám phá cái bảng xếp hạng này có anh em nào mạnh không. Ok thì hiện tại những anh em này thì đang hạng 50 rồi man. Hạng 50 cấp 99 vô tôi đấm thử nhẹ cái nha. Đấm đấm không luôn. Tao đỡ nổi. Đỡ gì nổi thì đỡ. Tờ vậy cái tên của tôi mấy ông thấy tôi chưa có sổ, chưa có gì chứ tôi quýnh cái này muốn gần chết. À tôi hạng 26 lần hả thằng thằng ơi. Đấy tôi mới mơ, tôi cũng mơ là tôi hạng 26. Tôi phải nóc mấy thằng ở trên như sao tôi lại quýnh như thằng ở dưới. Trời nó chơi men dương cổ luôn kìa. Ê tôi mí luôn hả. Thôi tụi mày tha tao đi. Cái này thì tư mí dương cổ. Vậy sao nữa. Thầy ơi non. Thôi sao quýt có đâm chính tức không vậy con men đâu. Ôi đủ. Sao mạnh dưới anh em. Áo ma Canada thiệt. Thằng này nó chưa có đồ nữa đó. Đó set kim, hai set kim ghê đó. Thú không có gì luôn. Mà sao con men mình không dạng hành nè. men mình nó chưa có ấy gì được chứ. Rồi tha đi anh em, quýt lên thằng khác. À đậu má cái con võ thánh thằng này mạnh dữ vậy mày. Cái quách đờ heo luôn.
À, đồ được, nó có đồ anh em, nó có đồ chơi rồi. Thôi, chưa 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 đụng với mấy anh bự được. Giờ mình mới giới hạn với lại đồ này kia nó cũng chưa có được lực cho lắm nha. Chưa có chiến pháp, chưa có gì chơi mấy ông. Thằng binh tôi còn làm biến làm nữa kìa. Thằng binh tôi còn làm lười làm nữa kìa. Còn hai con tấn này chưa lấy nữa mà. Chưa ra lấy tấn kích hoạt duyên cho nó cái đồ này nọ, các kiểu này điểu nó còn nhiều thứ lắm, mệnh tinh mệnh bọng được. Nó còn nhiều thứ lắm mà mình từ từ mình làm lên. Từ từ mình sẽ nuôi nó lên. Đó, bây giờ mình hảo hảo cái đi. Cái thằng từ từ mai up cái thằng luôn ha, ngày mai anh em mình up cái thằng và up nó lên hàm kim một cái nữa là xong đó, làm cái gì xong cái đó luôn. Hàm hàm bây giờ mình đi song song hai cái, giờ mình đi hàm với lại cái thằng, mà bây giờ cái thằng nó hàm nó chưa có lên được nhiều cho nên mình qua bên đó mình ấy bên đó cho nó đúng bài chút. Chứ mà cái tem mình thì giờ đi ải 170, giờ mình có chuyển qua tem gì gì biết sao tôi chuyển qua đây không, tôi chuyển qua đệ bản phong mệnh ra dứt luôn nữa mới cần phải chuyển nữa. Để coi cái sự trương phi hôm qua là mình đánh là 7 lượt đúng không? Để coi võ thánh quýnh nhiều lượt. Trương phi qua tôi quýnh 7 lượt, 8 lượt vậy đó. 8 lượt rồi. Để coi võ thánh tôi đánh bao nhiêu lượt. Rồi xong. 4 lượt rồi anh em, võ thánh quýnh 4 lượt là xong. Nhưng mà khác biệt là chỗ là võ thánh phi tăng 3, trương phi phi tăng 2 thôi. Trời ơi, anh em thấy con võ thánh tôi nó lực như là chim bét, lực như cái máy điện như mà. Cái này chia sẻ cho anh em luôn nè, đánh đi gì đó đánh đi. Đó, cho anh em trong quân đoàn, để tôi kiểm tra lại cái quân đoàn coi. Nhiệm vụ quỷ thì chưa làm luôn hả ta? Đây, nhiệm vụ chưa làm luôn anh em ơi. Vô làm liền. Rồi, chưa làm nhiệm vụ này luôn. Có cống hiến quân đoàn thôi, 29 anh em đang online, vậy là mấy ông kia ốp hết rồi, mấy ông no tôi hết, tôi vô tôi lọc thì mấy ông khỏi cãi. Đậu xanh mấy ông, một ngày nữa nè, 23 giờ 15 giờ 9 giờ 8 giờ 7 giờ, 7 giờ hơn 7 phút trời, 1 giờ 1 giờ 20 giờ 15 giờ mấy ông cãi thẳng đó. Đậu xanh mấy ông ngày thứ hai mới không vô tôi kích hết, đừng có khóc nha. Nói chung là cái gì cái không hoạt động cũng được, tôi không có kiểm tra hoạt động mấy ông hoạt động hay không, nhiều 63% nè, 33% không quan trọng, nhiều phần trăm không quan trọng, mấy ông phải vô điểm danh cái này chứ. Đó, mấy ông phải vô điểm danh cái này cho anh em biết mấy ông còn chơi, chứ mấy ông không online không điểm danh luôn thì tôi kích là đúng nha. Để tôi cho mấy ông thời gian là một ngày đó, ngày sau là tôi lụm mấy ông liền, tôi đưa mấy ông ra đảo liền. Ok, trong tiệm quân đoàn này sẽ có những cái như thế này mình sẽ mua nha. 200 cái này là tương đương với 200 ngàn, mỗi ngày mà anh em xây đâu ra được 200 ngàn điểm này mua cái này ngon. Phải xây làm sao mỗi ngày được 200 ngàn mình mua mới ngon nha, còn xây không được 200 ngàn thì đừng có mua. Tôi nhớ không lầm là cấp 65 nó cho bán cái thẻ biến hình, mà cái thẻ biến hình bây giờ nó không bán nữa anh em, đúng không? Bây giờ nó không bán thẻ biến hình bên này nữa rồi. Hơi chua à. Hồi đó nó còn bán thẻ biến hình cho nên mình đổi, giờ mình đa số mình qua long hết, tổng hợp qua long hết trơn. Cũng được. Long bây giờ tôi cũng chưa có gì nhiều. Công an đâu? Chuẩn bị sẵn ngày mai chiến nào. Đó. Nổ luôn nè. Cái bốc. Nổ. Nổ thôi mày. Ok, thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.